Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và hôm nay nữa bạn ơi, chào mừng các bạn đã đến với một series mới của Phong Cận. Nói là series vậy thôi, nhưng thật ra thì nó cũng chỉ có vài tập thôi hả bạn ơi. Nhưng mà không sao, miễn là nhiều hơn 2 tập là coi như là thành một series rồi đúng không ạ? Thì hôm nay chào mừng các bạn đã đến với series mua tất cả mọi thứ trong Minecraft đó. Nghe hấp dẫn chưa bạn? Nghe hấp dẫn chưa? Ai giữa ta? Đây, thì cái series này sẽ là như thế này nè bạn ơi. Mình sẽ gọi là cho một người ở trong team chọn một cái món đồ nào đó ở trong Minecraft. Và khi mà họ chọn á, thì chúng món đồ nào thì mình sẽ mua món đồ đó ở ngoài đời thật nha bạn nha. Ví dụ như bây giờ Sammy gọi là bỏ vào trong Minecraft một ngôi nhà, Sammy muốn mình mua một ngôi nhà thì mình sẽ mua một ngôi nhà ở ngoài đời thật luôn. Đó, ghê không? À, tôi nói đùa thôi chứ tiền đâu tôi mua. Ủa vậy đồ chơi được mà, vậy đồ chơi. Ừ đúng rồi ha, mua ngôi nhà đồ chơi được mà. Ừ đúng rồi. Đó, nói chung là như vậy bạn. Chẳng hạn giờ Sammy bỏ trong Minecraft một cái gì ta, hộp đùi gà cáp xê đi, thì mình sẽ mua một cái đùi gà cáp xê ở ngoài đời thật đó, cái kiểu vậy. Nói chung là mình sẽ mua tất cả mọi thứ mà người khác yêu cầu trong Minecraft và mình sẽ mua ở ngoài đời thật luôn nha bạn nha. Và hôm nay nữa bạn thấy có đằng sau lưng của mình có cái máy gì không? Đây, cái máy này đó bạn, bên trong nó đang không có gì hết đúng không? Thì bây giờ nè, Sammy nè, Sammy hãy chọn giúp tôi những cái món đồ nào đó, sau đó Sam bỏ trong cái máy này. Thì sau khi tôi bấm cái nút đó thì nó ra món đồ nào thì tôi sẽ mua món đồ đó, hiểu không? Mua ngoài đời thật luôn. Vậy. Xong rồi, trong này xong rồi. Xong rồi đúng không? Để tôi coi coi Sam muốn mua tôi mua gì đây. Mua pizza nè, rồi mua ủa cái này là gì đi? Nhẫn kim cương hả? Ủa sao vậy? Sao bà muốn tôi mua nhẫn kim cương làm gì vậy? Mua tặng bà hả? Trời ơi đẹp mà, tôi chưa có đeo nhẫn, tôi không có nhẫn đeo, tôi mới muốn mua. Ôi chứ sao ơi, bày đặt bỏ nhẫn kim cương vô để tôi mua nhẫn kim cương. Nếu mà ra nhẫn kim cương xong tôi mua nhẫn kim cương cái kia tôi tặng vậy. Okay. Chắc đâu, mình rồi tiếp rồi. Mất lấy thời cơ chứ. Ê sao mày? Bà bỏ dạ. cái bồn cầu vô đây chị vậy? Bà muốn tôi mua cái bồn cầu hả? À? Ai biết? Ủa có hả? Tào lao, tiền bỏ cái bồn cầu vô làm gì bà nội tào lao. Còn gì đây? À, ba lô nè. Ê sao mày? Sao dạ. Bà chơi lớn vậy? Bà muốn tôi mua luôn nguyên chiếc xe Lamborghini luôn hả? Trời chứ sao? Trời tôi thích xe Lambo lắm. Nhưng mà tôi làm gì có tiền mà mua xe Lambo. Ôi mà thôi, lỡ rồi bây giờ Sam lỡ bỏ rồi, hy vọng nó không ra xe Lambo bạn ơi, chứ thôi mình không có tiền đâu. Ok. Ở ra đây xem. Một cái laptop nè, rồi búp bê. Ủa Sam, sao mà bà bỏ mấy cái đồ gì mà tôi thấy nó tào lao quá vậy? Sao tiên bỏ búp bê vô làm gì? Tôi có chơi búp bê đâu. Ủa tôi là được rồi, tôi thích là được rồi. Bây giờ ông à, bây giờ ông mua cho tôi mà sao mua cho ông đâu đúng không? Ủa? À, vậy là bỏ vô lỡ mà nó ra con búp bê cái tôi mua xong bà về bà kêu tôi tặng cho bà cái gì? Ôi. Thông minh quá ha. Rồi tiếp coi, tiếp theo là thùng PC nè. Ôi cái này được nè. Khói Rubik nữa nè. Thùng PC chắc tôi mua cái thùng tầm 2-3 triệu rồi được rồi. Thùng hả? À, mua cái gì vậy? Mua thùng cắt tông hả? À? Cái gì vậy? Ok. Bây giờ để tôi xem nha. Bây giờ các bạn ơi, mình sẽ thử, mình bấm thử vào đây để coi coi nó ra món đồ gì nha. Nó ra món đồ gì thì mình sẽ mua món đồ đó ở ngoài đời thật nha bạn nha. Ok. Kim cược, kim cược, kim cược, kim cược. Còn lâu nha bà nội. Ok, rồi giờ tôi chuẩn bị bấm nha. Nhấn bình tĩnh thôi nha, nhấn chầm chầm thôi nha. Ok, à, để xem coi nó ra món đồ gì nha bạn nha. Kim cương. Rồi, để xem coi ra món đồ gì đây. Tít. Ủa nó ra gì đây? Ủa gì đây? PC hả? Oh my god. Yes, thùng PC các bạn ơi. Đúng thứ mình cần luôn nè các bạn. Trời ơi trời, thùng PC. Ui, mấy bạn ơi, hợp lý nha. Tính ra là Phong cũng đang tính mua máy tính mới các bạn ơi, mà tự nhiên Sammy bỏ thùng PC xong Phong bấm cái ra thùng PC luôn bạn ơi. Ok, vậy thì ngay bây giờ Phong Cận sẽ đi ra ngoài đời thật nha mọi người nha. Ở ngoài đời thật luôn, mua ngoài đời thật luôn chứ phải là mua trong game nha các bạn nha. Mình sẽ mua một cái thùng PC ngoài đời thật nha mọi người. Ok, để xem coi thùng PC của mình sẽ là như thế nào nha. Mấy bạn hãy cùng đón xem nha. Ok, Sam ơi, bà có muốn tôi mua cho bà một thùng PC không? Không cần, tôi có PC rồi. Không cần hả? Thôi được rồi, vậy giờ tôi mua PC mới xong tôi lấy cái PC cũ của tôi á, PC cũ của tôi cũng 100 triệu lận mà tôi tặng cho bà, chịu không? Cũng được á. Ok. Rồi. Đồ xài. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mua tất cả mọi thứ trong Minecraft nào, cùng đi mua thùng PC thôi. Let's go. Hey yo, what's up? Tóc dài quá. Đội nón anh đã.
Ok, có vẻ ổn hơn rồi đó. Nón Sam mới tặng mình các bạn ạ. Mình rất là thích cái nón này. Ok bạn ơi, thì như anh em cũng đã biết á, thì mình đang có một cái dàn PC khoảng 100 triệu mà mình thường hay dùng để quay video cho các bạn xem. Thì nghe 100 triệu là nghe nó xịn lắm đúng không? Nhưng mà sau một thời gian dài thì mình đã dùng được khoảng 2 năm rồi. Thì cái gì dùng nhiều á thì nó cũng dần dần nó cũng bị hỏng thôi các bạn ạ. Thì dàn PC của mình đã bị cũ lắm rồi, cho nên là mình nghĩ rằng mình cần phải có một dàn PC xịn hơn để có thể quay video cho các bạn xem. Đấy. Cho nên là mình đã quyết định mình sẽ làm một cái dàn PC mới. Và mình đã chờ đợi khoảng 1 tháng rồi các bạn ạ. Cuối cùng 1 tháng thì dàn PC của mình cũng đã xong rồi. Tại vì các bạn biết sao không? Dàn PC của mình hiện tại có thể nói là VIP nhất hiện tại luôn các bạn ơi. Những cái phụ kiện của nó có thể nói là rất là khó kiếm. Vậy cho nên là mình đã quyết định mình sẽ quay một cái video hành trình mình đi nhận cái dàn PC này cho anh em xem nha. Thì như anh em đang thấy sau lưng mình đây chính là dàn PC của mình. Thì hãy cùng đón xem coi dàn PC của mình bao nhiêu tiền nha bạn. Mình sẽ bật mí trong video nha, bạn hãy thử xem hết video. Xem hết video để biết được dàn PC của mình bao nhiêu tiền nha. Như là mình để giá tiền ở ngoài tiêu đề luôn rồi phải không ta? Rồi, không cần đoán đâu, ở ngoài tiêu đề rồi đó. Giá của nó là gần 300 triệu nha các bạn nha. 300 triệu cho một dàn PC xịn đúng không bạn? Vậy là kỳ này là mình tha hồ mình quay video cho bạn fan xem mà không lo là sẽ bị gọi là hỏng máy hay là gì rồi. 300 triệu, trời ơi, chắc dùng mấy năm trời không sợ bị hỏng luôn các bạn ơi. Ok, cùng đi xem dàn PC của mình như thế nào nha. Let's go. Và bởi vì hôm nay là một video rất là đặc biệt cho nên là mình quyết định mình sẽ mang đôi giày mình thích nhất ở trong tủ giày của mình để đi nhận cái dàn PC này nha các bạn. Đây là một đôi Jordan Aquine mà mình mới vừa mua được. Mình thích đôi này phải trưởng các bạn ạ. Mua quá các bạn ạ. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau vào bên trong và lấy dàn PC nhé. Ok các bạn ơi, đây dàn PC của mình mọi người ạ. Nhìn thôi là đã thấy phơi con mắt rồi, giờ chạm vô là phơi hơn nữa. Đây thì như em đang thấy thì hôm nay mình là chơi full cây là Aorus nha mọi người. Ở đây nó có một cái bộ tản nhiệt của Aorus. Đây là các bạn thấy không, mình là một cái người rất là thích kiểu gọi là nó màu mèo tí, bạn hiểu không? Cái dàn PC của mình á là chuột cũng phải có RGB nè, bàn phím cũng phải có RGB nè, ngay cả gọi là ghế mình cũng đã từng tính mua RGB luôn mọi người. Cho nên á là PC của mình thì không thể nào thiếu những cái đèn RGB như thế này được, cho nên mình quyết định mình mua một cái bộ tản nhiệt của Aorus và nó có đèn RGB rất là xịn luôn. Chắc một tí nữa để mình xem coi còn hay không, mình mua thêm tầm vài cái đèn nữa mình gắn sao cho cái thùng PC của mình nó thành cái lồng đèn trung thu luôn. Đó, thành một cái lồng đèn trung thu luôn. Ok, sắp đến trung thu rồi các bạn ạ. Ok, thì ở đây thì mình xài thêm là một con này là 3090 và đây là bản Extreme. Và đây chính là một cái bản gọi là khá là khó kiếm được. Mấy con này thật sự là mình phải đợi chờ order mới giờ nó có được đó mọi người ạ. Bây giờ một tí nữa đi, một tí nữa mình sẽ inbox cho các bạn xem nha. Thì thật sự là con card này á, khi mà ở trong thùng PC các bạn thì nó sẽ rất là đẹp luôn. Nó sẽ nổi màu rất là đẹp luôn. Mình đã coi review trên mạng rồi, thật sự là mình rất là thích. Đấy. Và tiếp theo nữa thì lại tiếp tục là một cái bo mạch chủ. Thì đây chính là cái bo mạch chủ của Aorus luôn nha mọi người. Ok. Thì cũng là bản Extreme luôn. Wow, mình tàn xài đồ limited không mình ạ. Ok. Và tiếp theo nữa, một cái bộ máy tính thì không thể nào thiếu một cái bộ xử lý, đó chính là cái này là gì ta? CPU đúng rồi, CPU của Intel mọi người ạ. Đây là bản i9 nha. Thì cái bản này thì mình thấy là người ta làm cái hộp nó kiểu nó vuông vức như thế này nè các bạn. Mình nhớ là cái bản hình như lúc trước mình mua một cái bản i7 á thì nó sẽ là hình tròn mọi người ạ, rất là đẹp. Còn cái bản này thì nó lại hình vuông vức hơn một tí. Đấy. Nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp, rất là thích. Thật sự là mình chơi Minecraft nè, mình chơi Liên Minh nè, nói chung mình chơi được những cái game rất là nhẹ thôi. Nhưng mà dàn PC của mình phải thật là xịn, các bạn hiểu không? Không biết cái dàn mà xịn xịn thế này chơi những cái game mà tầm 100GB nặng nhất ở trên thế giới, không biết nó có chơi được không ta? Mình nghĩ chắc được các bạn. Ok. Rồi, bây giờ thì quên, còn một số thứ mình chưa review cho các bạn xem. Thì về cái phần cái này chính là một cái bộ nguồn các bạn ạ. Thì bộ nguồn thì trước giờ mình lúc nào mình cũng xài của Corsair rồi. Thì ở đây là có thêm hai cái ổ cứng nữa. Ok, rất là nhiều luôn. À quên, để mình khoe cho bạn này. Đây. Thanh RAM mình cũng phải xài đèn RGB trên RAM nha các bạn nha. Nói chung á là đối với mình á là cái gì mà nó có thể chiếu được đèn á là mình thích nè. Đấy. Lúc nhỏ thì bạn biết không, lúc nhỏ khi mình còn đi học á, mình đã từng ước mơ rằng là mình có thể xây được cho mình một cái dàn PC tầm 10 triệu thôi cũng được.
tầm 10 triệu thôi cũng được. Nhưng mà không ngờ là đến lúc lớn lên mình đi làm mình có tiền rồi, mình chưa bao giờ mình nghĩ rằng là mình có thể có được dàn PC 200 triệu mọi người ạ. 200 triệu à, lúc trước hình như là mình có mua cái dàn là 100 triệu thì 100 triệu đó mình cũng đã khủng lắm rồi. Chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ lên dàn 200 triệu. Không biết năm sau mình có lên 300 triệu, năm sau nữa có lên 400 triệu này. Một cái thùng PC chúng ta nó có đẹp hay không á là còn phải nhờ vào cái cây của nó. Thì đây, cái cây của chúng ta xài là Outlook luôn nha mọi người. Đây, thì các bạn có thể thấy là cái thiết kế này á, của cái cây này á, thì nó rất là to. Phải nói là nó bằng nửa cái người của mình luôn á. Và nó mình hình như mình nghĩ là nó đang thiết kế theo một cái hình của một con đại bàng hay sao các bạn. Outlook á, thì như các bạn cũng biết thì Outlook á, thì nó lấy hình con đại bàng để làm giống như là kiểu hình đại diện các bạn. Đấy, thì cái con cây này nha, cái con cây này là của Outlook luôn nha mọi người. Và nó cũng nhìn y hệt như con đại bàng luôn, nhìn rất là đẹp. Mình nghĩ rằng khi mà lắp xong vô ha, và khi mà nó lên đèn á, trời ơi, chắc nó đẹp lắm luôn á mọi người. Thôi trời, mà to lắm mọi người ạ, nặng lắm luôn á. Mình không biết là mình có thể khinh nổi nó lên trên bàn hay lên trên lầu hay không đây. Thực sự là rất là phê mọi người ạ. Thì ở đây á, thì mình xài là 4 thanh RAM nha mọi người nha. 4 thanh và mỗi thanh RAM là tầm bao nhiêu GB đây? 128GB mọi người ạ. 128GB cho một bộ PC là quá ổn, quá đủ và thậm chí là quá nhiều rồi. Chơi game thôi mà 128GB mình nghĩ là quá đủ rồi. 4 thanh đúng không ta? Ừ, 4 thanh, mỗi thanh 32GB. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình sẽ thử inbox thử ra để xem coi bên trong của nó đẹp như thế nào nha các bạn nha. Mình nghĩ rất là hồi hộp đây. Cái bảng này cực kỳ hiếm luôn nha mọi người. Mình sẽ mở ra nè. Ui, nó làm theo kiểu giống như một cái vali vậy các bạn. Mở thế này nè. Đấy. Và khi mở ra các bạn có thể thấy bên trong có một cái logo của Aorus. Và ở đây hình như là có một cái tấm kiểu cảm ơn với lại hướng dẫn sử dụng hay sao á. Ok, mấy cái tấm này thì tất nhiên rồi, không bao giờ có ai mà đọc mấy tấm này đâu. Không có ai đọc mấy tấm này đâu. Mình sẽ để qua một bên. Rồi, mình sẽ mở bên trong ra. Hơi quá bạn ạ. Thì khi các bạn mua cái bản của Aorus này á, bạn sẽ có được tặng một cái con mỗi con mô hình hình con đại bàng mọi người ạ, của Aorus. Cực kỳ dễ thương luôn. Và cái này phải nói là bản limited nha các bạn. Phải người nào mua card màn hình của Aorus thì mới được tặng cái này thôi. Chứ mấy bạn mua bên ngoài là không có bán đâu nha. Đấy, mình sẽ đựng cái này bỏ trong thùng PC để chưng. Ok, rồi tạm thời ở đây đi cưng. Rồi, ở đây thì chúng ta có thêm cả logo của Aorus. Cái này chúng ta tháo ra, đằng sau nó có băng keo. Tháo ra rồi dán ở chỗ nào cũng được. Mình nghĩ là mình sẽ dán ở trên thùng PC cho nó đẹp. Rồi, và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chính là con card màn hình này. Ôi trời, khó phết nha. Nặng lắm các bạn ạ, nặng lắm. Tôi mà lỡ tay mà tôi bóp mạnh cái mà lỡ đâu nó bị vỡ chỗ nào cái chứ tôi tiếc. Nặng như thế này mấy bà dây chai rất là thích. Bên trong toàn là sắt với đồng không các bạn ạ. Rất là nặng luôn. Và nó cũng cực kỳ to luôn. Mình đang tưởng tượng đến cái cảnh mà khi mà nó được lắp vào trong cái cây rồi và khi nó lên đèn á thì nó sẽ đẹp đến như thế nào đây. Thật sự đẹp quá. Kiểu này là chơi Minecraft là cài full shader, đặt 1000 quả TNT ra đốt cũng không sợ bị lắc máy nữa rồi các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ sắp xếp nó lại, làm vài bức ảnh để làm thumbnail và sau đó là nhờ mấy anh nhân viên lắp giúp nhé mọi người. Ok. Tôi phát hiện ra là cái tản nhiệt nước của nó có thể add được hình ảnh mà mình thích vào. Và tôi có add con gát vào, nhìn khá là dễ thương. Ui, nhìn đáng yêu phết nha. Hay phết. Nhìn kiểu đúng dàn PC dành cho Minecraft luôn. Nhìn đáng yêu vậy. Đầy mùi tiền mọi người ạ. Đầy mùi tiền luôn nha. Thực sự là mình cảm thấy rất là hạnh phúc luôn khi mà mình có thể mua được cái dàn PC như thế này. Ôi hạnh phúc quá bạn ơi. Hạnh phúc lắm luôn á trời. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái thùng như thế nào nha. Lại đây nào, camera, lại đây nào. Đây, các bạn hãy nhìn đây. Cái thùng PC này của mình á bạn. Thì nó được có một cái kính ở bên ngoài như thế này để có thể nhìn thấy được những cái phụ kiện bên trong. Mày thấy không, có đèn led này thấy không. Đó, mình lắp đèn led cái kiểu này đẹp không. Đấy, và đây các bạn để ý nè, ở chỗ này nè.
nó có một cái con gát nó đang bay 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 trong đây nữa bạn thấy không? Đó, cái con gát nè, ở trong Minecraft nè, nhìn y hệt như là một cái bộ máy tính dành cho Minecraft luôn mọi người ơi. Rất là đẹp luôn nha. Và hạnh phúc quá mọi người ạ. Hạnh phúc lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ tắt đèn để mình cho bạn xem coi buổi tối nó sẽ đẹp như thế nào nha. Ok. Ta. Ủa sao cái phòng tôi nó chớp nháy ghê quá trời. Từ từ các bạn đợi mình tí để mình bật nó bình thường lại nha. Đấy. Tự nhiên cái phòng tôi chớp y như cái quán bar. Ok. Đấy mọi người nhìn nè. Đây, khi mà buổi tối mọi người thì nhìn nó rất là đẹp luôn nha. Đây mọi người nhìn nè thấy không? Buổi tối á thì nhìn nó sẽ cực kỳ đẹp luôn và nhìn cực kỳ ảo luôn mọi người ơi. Đó. Nó có đèn RGB này, nó cứ đổi màu liên tục luôn nè, cực kỳ xịn luôn nha. Và ở đây là mình dùng đến tận 3 màn hình nha các bạn nha. 3 màn hình luôn á. Đây là kênh YouTube của mình nè, mấy bạn nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh mình nha. Ok, đây 3 màn hình và bên đây là cái thùng PC siêu to. Ok. Rồi ok anh em ơi, thì đây chính là dàn PC mới của mình, thì mình đã review cho anh em xem rồi đó. Thì anh em cảm thấy dàn PC này như thế nào, anh em có thấy thích hay không thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Chứ thật sự là mình cảm thấy rất là vui khi mà mình mua được cái dàn PC này luôn các bạn ơi. Thật sự là mình đã tiết kiệm tiền từ rất là lâu rồi thì mình mới có đủ tiền để mua cái dàn PC này. Thì có bạn nào ước mơ có được một cái dàn PC giống như mình hay không, để có thể chơi game Minecraft và chơi những cái tựa game mà bạn thích, thì bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Nói chung á là những bạn nào mà còn nhỏ quá thì các bạn hãy nhớ là hãy nghe lời ba mẹ, cố gắng học hành thật là giỏi để mai này mấy bạn sẽ có được một công việc làm thật là tốt, để bạn có thể tiết kiệm tiền, có được thật ra nhiều tiền để có thể mua được dàn PC giống như mình nha. Mình chắc chắn là mai này các bạn nào mà học giỏi á, mai này các bạn lớn lên á, bạn sẽ còn mua được cả xin xe này, mua được cả biệt thự luôn, chứ không phải là chỉ có dàn PC như thế này không đâu. Cho nên hãy cố gắng học thật là giỏi nha các bạn nhỏ nha. Ok, còn những bạn nào mà đã đi làm rồi thì các bạn hãy thật là cố gắng đi làm nè, tiết kiệm tiền nè, và cố gắng thật là chăm chỉ phát triển công việc của mình hơn, để có thể nếu như các bạn nào mà thích dàn PC giống như mình á thì có thể mua được dàn PC giống như mình, hoặc là nếu bạn nào mà thích có xe hơi hay là biệt thự thì các bạn, mình sẽ xin chúc các bạn cũng sẽ mau sớm đạt được thành công nha. Ok, chứ riêng Phong á thì hiện tại Phong không có đủ tiền để mua xe hơi hay là nhà cửa đâu, Phong chỉ có đủ tiền để mua cái dàn PC như thế này thôi, cho nên là Phong sẽ còn cố gắng hơn rất là nhiều nữa, phải cố gắng hơn nữa bạn ạ. Ok, và mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên hãy để cho Phong một like, một share, và nhớ mà nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Tạm biệt mọi người, bye bye.